Theo quyết định của Thủ tướng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 5 tuyến đường bộ trên cao với tổng chiều dài hơn 70 km. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tuyến nào được triển khai đầu tư. Để sớm lựa chọn nhà đầu tư triển khai nhanh dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao số 1, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Thủ tướng ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm duyệt phương án và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án. Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao số 1 sẽ góp phần quan trọng giải quyết tình hình kẹt xe tại cửa ngõ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hiện nay. Tuyến đường bộ trên cao số 1 có lộ trình từ nút giao Cộng Hòa đến đường Ngô Tất Tố với tổng chiều dài khoảng 9,5 km, rộng 17,5 m, giá trị xây lắp khoảng 15.000 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 3.000 tỷ đồng. Đây là tuyến có vai trò là trục xương sống làm cơ sở kết nối cho các tuyến đường bộ trên cao số 2, số 3, số 4, số 5, hình thành mạng lưới giao thông đường bộ trên cao, đóng vai trò chuyển tiếp lưu lượng giao thông từ các tuyến đường giao thông nội đô hiện hữu để thoát nhanh ra tuyến đường vành đai, các tuyến đường trục chính cửa ngõ giải quyết nhu cầu giao thông đô thị ngày càng tăng nhanh của thành phố.